Tiếp sau đây sẽ là một thông tin cảnh báo với những ông bố, bà mẹ đang nuôi con nhỏ. Các bác sĩ của khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai cho biết là vừa cứu sống một bệnh nhi nhập viện trong tình trạng phổi bị tổn thương nghiêm trọng sau khi người mẹ sơ suất dùng cồn để rửa mũi cho bé. Em bé vừa thoát chết sau khi bố mẹ dùng cồn rửa mũi là Nguyễn Minh Phú, 1 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội. Gia đình bệnh nhi cho biết do bé bị bệnh viêm mũi, khó thở nhiều ngày nay, nên mẹ của bé thường dùng nước muối sinh lý để rửa mũi cho bé như mọi ngày. Tuy nhiên, do không để ý, người mẹ đã lấy nhầm chai cồn 90 độ để rửa mũi cho con. Mẹ cháu phải đi làm về muộn mà muốn rửa mũi cho cháu nhanh để đi ngủ ấy. Thế là bình thường thì vì cái chai cồn nó không bao giờ xuất hiện ở đấy nên là cũng hơi chủ quan trong cái việc kiểm tra trước khi rửa mũi cho cháu. Thế là đến khi rửa mũi thì thấy nước chảy ra tay, thấy lạnh thì mới giật mình phát hiện ra thì đấy là chai cồn. Cũng theo người mẹ trẻ này, lần đầu tiên chị dùng xi lanh bơm khoảng 20ml cồn 90 độ vào mũi bé. Sau khi thấy nước rửa mũi lạnh mới phát hiện ra đã dùng nhầm phải cồn. Ngay sau đó, gia đình đã dùng nước sạch rửa mũi lại nhiều lần cho bé và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại khoa nhi, bé nhập viện trong tình trạng sặc sụa, viêm phổi nặng và có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng. Các bác sĩ đã tiến hành các biện pháp cấp cứu, rất may bệnh nhi qua khỏi. Kích thích rất là mạnh cho nên có thể là nó ho sặc sụa lên, nó có thể dãy giụa lên đấy. Xong chính vì cái ho sặc sụa dãy giụa, nhiều khi có thể nó lại nôn các cái chất nôn đấy. Đấy. Thì nếu mà đứa trẻ nó nôn nữa thì là các cái chất dịch ở trong dạ dày nó lại lên và dịch dạ dày lên này. Đồng thời với cái gì cái cồn, hai chất đấy nó chui vào phổi, thế là nó gây viêm phổi. Cũng theo các bác sĩ, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận những trường hợp bệnh nhân bị uống phải cồn, uống phải dầu hỏa hay uống phải dầu máy khâu do sự bất cẩn, sơ ý của người lớn, không để mắt đến trẻ. Chưa hết, có một sai lầm của các ông bố bà mẹ là khi trẻ đã uống nhầm phải cồn, dầu hỏa, lại thực hiện ngay các biện pháp sơ cấp cứu không đúng, dẫn đến trẻ bị tổn thương nghiêm trọng hơn.